Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ninh Bình đang nỗ lực chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Quá trình thực hiện, các sở ngành địa phương chú trọng xây dựng chính quyền số từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, năm qua, huyện Hoa Lư đã xây mới, sửa chữa nhà ở cho 43 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Hiệp hội Du lịch Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm vừa qua, du lịch Ninh Bình tăng trưởng khá ấn tượng với gần 6,55 triệu lượt khách, gấp 1,7 lần so với năm 2022 và đạt 123% so với kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.375 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2022 và đạt 156% kế hoạch. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Hiệp hội Du lịch Ninh Bình. Nổi bật trong năm, Hiệp hội đã hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp theo nghị quyết 105 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, quan tâm đến xây dựng nếp sống văn hóa du lịch, nhất là văn hóa giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt đã thành lập và ra mắt chi hội nhà hàng với 42 thành viên. Đây cũng là chi hội nhà hàng đầu tiên của du lịch Việt Nam nhằm hướng tới hoạt động chuyên nghiệp hơn, góp phần quảng bá những nét ẩm thực của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Công tác xã hội hóa được phát huy tốt, hoạt động giao lưu liên kết với các địa phương, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực được chú trọng và đẩy mạnh. Năm 2024, Hiệp hội tập trung vào hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường phát triển hội viên, nâng cao vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng cường khảo sát các sản phẩm, quảng bá du lịch Ninh Bình tại một số tỉnh, thành phố có thị trường tiềm năng nhằm đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế. Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ lâu, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn đã nổi tiếng với nghề đan nón truyền thống. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đến nay nghề vẫn được duy trì và phát triển. Những người làm nón nơi đây vẫn luôn gìn giữ, cải tiến hoa văn, đưa nét văn hóa riêng có của quê hương qua từng sản phẩm nên ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Từ nhỏ, bà Đinh Thị Tâm được bà và mẹ truyền cho nghề đan nón. Trước nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng, những năm gần đây bà Tâm đã tạo hình trên những chiếc nón họa tiết phong cảnh quê hương, các khu điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Theo bà, nghề làm nón không khó, nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Từ khâu chọn nguyên liệu, gia công, lá nón, thiết kế khung, làm vành, sáng tác hoa văn đến khâu nón. 2-3 năm gần đây là cũng thay đổi về cái mẫu mã nhiều. Và mỗi khi là người ta cần mẫu mã người ta đến đặt ấy, thì là chúng tôi cũng theo yêu cầu của họ, thì là theo kiểu là mình theo chữ hạnh phúc với lại ngày cưới với tên tuổi của hai cháu. Còn những bình thường thì họ lại đặt những nón dây bóng thì chúng tôi lại theo cầu họ. Xã Gia Vượng có trên 300 người làm nghề đan nón, chủ yếu là lao động nữ. Bằng đôi bàn tay khéo léo và tình yêu nghề, người dân nơi đây đã tạo ra nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Trung bình mỗi ngày người thợ giỏi khâu được 3 chiếc, giá bán trung bình từ 70 đến 80 nghìn đồng. Riêng những nón có tạo hình hoa văn tỉ mỉ thì giá bán từ 100 đến 120 nghìn đồng, trừ chi phí cho thu nhập từ 5 đến 5,5 triệu đồng một người một tháng. Để gìn giữ nghề truyền thống của địa phương, những người thợ nơi đây luôn chú trọng truyền dạy nghề cho con cháu, đưa nét đẹp truyền thống của quê hương vào từng sản phẩm. Để mà quảng bá nơi khu du lịch của Ninh Bình thì chúng tôi đã vẽ những cái nét văn hóa của Tràng An, Vân Long, thì chúng tôi đã viết lên những cái nét đẹp của quê hương để góp phần quảng bá cho bạn bè trong nước và ngoài nước sẽ biết được quê hương Ninh Bình rất đẹp.
Gìn giữ bảo tồn nghề đan nón truyền thống đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Trước sự phát triển du lịch của tỉnh, xã Gia Vượng đã xây dựng đề án bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, góp phần khơi dậy tiềm năng của quê hương. Bằng nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ khác nhau, năm qua huyện Hoa Lư đã xây mới, sửa chữa nhà ở cho 43 hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở. Qua đó đã góp phần thiết thực giúp họ an cư, ổn định cuộc sống. Trong số 43 ngôi nhà được xây mới, sửa chữa có 18 nhà được hỗ trợ xây dựng theo nghị quyết 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, với tổng kinh phí huy động hỗ trợ là gần 4,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,7 tỷ đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ từ địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Chúng tôi rà soát các cái hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Sau khi rà soát hộ nghèo thì chúng tôi lập danh sách gửi đến Phòng Lao động Thương binh Xã hội. Đồng thời chúng tôi tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể cũng như là toàn thể nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các cái hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây dựng cái ngôi nhà kiên cố, thì giúp bà con yên tâm hơn trong cuộc sống. Là một trong những đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà theo nghị quyết 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Vũ Thị Vượng vô cùng xúc động. Sống một mình, hoàn cảnh khó khăn, lại ốm đau, bệnh tật quanh năm nên tự xây nhà mới dường như là điều không thể. Được sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, người thân, hàng xóm, ước mơ an cư của bà đã thành hiện thực. Trong ngôi nhà mới thì tôi phấn khởi, đẹp đẽ, khang trang. Mưa đó không lột nát để tôi không mà ốm đau, người nó khỏe, tôi rất là sung sướng để thêm tuổi thọ. Xin cảm ơn tất cả cấp trên. Khi nghị quyết 43 của đồng nhân tỉnh được triển khai thì đây là một trong những cái thời cơ rất thuận lợi cho địa phương chúng tôi. Chúng tôi tận dụng trong cái thời điểm này và tổ chức cho hộ nghèo xây nhà, xây nhà ở. Đây là một thời cơ, một điều kiện thuận lợi cũng như là một điểm tựa vững chắc để hộ gia đình mới có cơ hội để xây dựng nhà ở. Và đây cũng là một cái điểm tựa để trên cơ sở đó mới huy động được các nguồn lực của các ngành đoàn thể, nhân dân và bà con anh em để tạo điều kiện cho hộ nghèo có được nhà ở. Bên cạnh chính sách của tỉnh, năm 2023, Hoa Lư đã tích cực tuyên truyền vận động các cấp các ngành, cộng đồng xã hội chung tay góp sức hỗ trợ xây sửa nhà ở cho 25 hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền huy động trên 2 tỷ đồng. Nhờ đó đã tạo động lực giúp họ nỗ lực cố gắng vươn lên, xây sửa nhà khang trang kiên cố để ổn định cuộc sống. Trước ở nhà cũ thì khổ hơn, bây giờ nhờ nhân dân, nhà nước là được cái nhà mới là từ trước rồi. Mưa bão thì không sợ nữa. Yên tâm phấn khởi, con nó cũng không phải lo như ngày trước. Những ngôi nhà ấm áp, nghĩa tình đã và đang được quan tâm xây dựng trên địa bàn huyện Hoa Lư đã thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, cộng đồng xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh là thời điểm thị trường thực phẩm sôi động nhất trong năm. Chính vì vậy, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, việc ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm được các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Tam Điệp đẩy mạnh để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, tránh những vụ ngộ độc thực phẩm đáng tiếc xảy ra. Theo ghi nhận, thời điểm này, thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố khá phong phú, đa dạng về chủng loại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Nhiều cơ sở đã tăng quy mô và sản lượng các mặt hàng, đồng thời chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cửa hàng đại lý chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các sản phẩm bánh, kẹo, mứt, bia, rượu mà trong cái phạm vi nhà nước cho phép thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để phục vụ bà con nhân dân đón Tết Nguyên đán và có ký kết hợp đồng với công ty, các nhà máy để đưa hàng về cho nó đúng cái chất lượng mà chúng tôi đã cam kết, phải đảm bảo về cái giá cả ổn định. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cơ sở này có kế hoạch sản xuất từ 6 đến 10 tấn bánh kẹo, trong đó chủ yếu là kẹo lạc. Đây là những mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, vì thế đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã tiến hành kiểm tra về thủ tục đăng ký kinh doanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực trạng quá trình sản xuất chế biến. Qua kiểm tra cho thấy cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định. Tất cả các nguồn đầu vào chúng tôi phải kiểm tra đầy đủ này,
giấy tờ chứng từ để chúng tôi nhập hàng vào này, để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của từng loại nguyên liệu một. Và thứ hai là về sản xuất thì công nhân thì phải đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, khẩu trang, tập dề, mũ bảo hộ lao động, và quan trọng nhất là cái khâu vệ sinh an toàn cho để đảm bảo được cái sức khỏe của người tiêu dùng. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 1.600 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ, siêu thị, tập trung vào mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tập trung vào các nội dung về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn, lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định khi cần thiết. Sau một thời gian đi kiểm tra và cũng như là tuyên truyền thì tôi thấy là các cái cơ sở ở trên địa bàn thành phố Tam Điệp thì cũng đã có nhiều cái nhận thức đã được nâng lên. Các chủ cơ sở thì đã có những về cái hồ sơ pháp lý thì đã có đầy đủ, đã được bổ sung khám sức khỏe thì định kỳ cho những người sản xuất chế biến, và đặc biệt đấy là cái kiến thức về cái an toàn thực phẩm của các cái chủ cơ sở cũng như là người sản xuất ở đó, tham gia sản xuất ở đó thì đã được nâng lên rất là nhiều. Chính vì vậy mà thành phố Tam Điệp trong những năm vừa qua, nhất là năm 2023 thì không có cái vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Với vị trí là cửa ngõ phía Nam của tỉnh, nằm trên trục giao thông Bắc Nam, đặt ra nhiều vấn đề trong quá trình quản lý an toàn thực phẩm. Vì thế, việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh sẽ góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm đón Tết vui tươi, an toàn. Sáng nay, huyện Yên Mô đã tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ với thông điệp hiến giọt máu đào, trao đời sự sống. Để ngày hội hiến máu đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, đồng thời triển khai sâu rộng đến các đơn vị thực hiện. Ngày hội đã thu hút trên 350 tình nguyện viên tới đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận được 300 đơn vị máu. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Yên Mô đã nhận được sự quan tâm vào cuộc tích cực của các cấp ủy chính quyền địa phương, lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2023, huyện đã tiếp nhận 1.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao. Nguồn máu quý giá này được bổ sung kịp thời vào kho máu dự trữ của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và một số bệnh viện tuyến trung ương để thực hiện điều trị, cấp cứu, mang lại sự sống cho người bệnh. Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn vừa cấp cứu điều trị thành công bệnh nhân suy đa tạng, ngừng tim, đã được lọc máu 2 lần. Trước đó, bệnh nhân đã được cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương. Cuối tháng 12 năm 2023, bệnh nhân Trần Văn Hánh, 71 tuổi, tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn trong tình trạng khó thở liên tục, bóp bóng qua nội khí quản, mạch 199 lần một phút, huyết áp 80/50, vô niệu. Bệnh nhân được đánh giá suy đa tạng và được sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương và được lọc máu 2 lần, tuy nhiên tình trạng tiến triển nặng nên đưa về. Gia đình tiếp tục đưa bệnh nhân vào Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn để được điều trị duy trì. Tại khoa nhi hồi sức cấp cứu, bệnh nhân được xử trí thở máy qua nội khí quản, truyền kháng sinh, chống viêm, giảm nhịp, duy trì lợi tiểu liên tục. Sau quá trình điều trị tích cực, chức năng thận, gan của bệnh nhân được cải thiện. Đến ngày thứ 9, tiến hành rút ống nội khí quản, duy trì thở máy không xâm nhập, cai dần thở máy. Sau đó bỏ hoàn toàn oxy và chức năng gan thận về mức bình thường. Sau 21 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng tiếp xúc được, ăn uống khá và có thể ngồi dậy nói chuyện với người nhà. Gia đình tôi thì nói là không có điều gì để nói để cảm ơn các bác sĩ ở đây đâu. Và các bác sĩ rất là chu đáo, tận tình cứu ông, và chăm sóc ông tận tình và chăm sóc ngày đêm ấy, hết người nọ ra người kia vào, lúc nào cũng túc trực bên ông để cứu ông. Trường hợp này rất đặc biệt là tất cả các cơ quan đều bị suy gan, suy thận, đầu tiên là suy tim, ấy xong toàn chuyển hóa, suy gan, suy thận, creatinine có lúc tăng tới gần 1.000, đấy thì quá trình thì và đây thì cứ cố gắng điều trị, thì trong quá trình điều trị từ đó thì có một lần nữa nguy kịch, là xong chúng tôi lại tiếp tục phải dùng thuốc một số thuốc vận mạch, thì sau đó thì hơn chục ngày tôi rút ống nội quản và cho cai thở máy, sau đó thì một số ống sông dạ dày thì chúng tôi rút hết. Sau đó cho anh bệnh nhân hiện nay là đã ăn uống được và các chỉ số về mức độ bình thường. Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn đã và đang tạo được uy tín, niềm tin vững chắc cho người bệnh thông qua việc không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc, điều trị cho người bệnh.